Cái này là làm tôm rim hoặc là tôm chiên bơ, tôm chiên xù, bánh xèo. Ôi trời, kính thưa các kiểu. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Hôm nay tụi mình có một chuyến dã ngoại nhỏ nhỏ là đi cắm trại qua đêm. Tụi mình mang đồ đi rất là đơn giản, chỉ có bàn ghế và cần câu cá và mấy cái lồng bắt tôm. Còn tối nay tụi mình sẽ ngủ ở trong xe, tại vì chỉ đi câu một đêm cho nên là tụi mình muốn nó đơn giản nhất có thể để không phải bị lo lắng về cái chuyện mà pack đồ nhiều nó cực. Với ngày mai á, dậy xong cái là cứ câu cá enjoy, rồi lúc nào về chứ không phải pack đồ nhiều. Thì tối nay á, mình khám phá cái chỗ này á là vừa bắt được tôm xong này, mà vừa bắt được giá bi nữa. Vừa mình mới thả cái lồng mà bắt mồi á, cái lồng để bắt tôm á, thì giá bi nó chui vào qua trời luôn. Mới thả chắc chừng được 5 phút á, được 10 con giá bi rồi. Đó, thì giá bi đấy á, con nào nhỏ thì để lấy câu cá, còn con nào vừa vừa thì mình sẽ để thả trong hồ cho nó lớn lên cho đẹp. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi để check cả cái lồng xem có cái con giá bi nào không nhá. Cho mọi người xem này, cái này á là 5 phút trước vừa mình mới kéo lồng check thử này, nghĩa là thả xong 5 phút sau check thôi đó mà nó đã vào rồi, là chứng tỏ tôi giá bi này nó đói quá trời đói luôn đó. Cả giá bi cả tẹp ở trong này nhá, tôm sống nhá. Đấy, nó nhiều ở trong góc này kìa. Đây này, này, này. Mà to nha, chứ không phải nhỏ đâu nha. Đó, đã chưa? Bây giờ tụi mình sẽ đi check cái lồng thử xem có gì nữa không nha. Bây giờ check cái lồng này thử xem này. Ba em giá bi. Một con to, hai con nhỏ. Cái này là mới thả chắc được 10 phút rồi. Ha ha ha. Từ giờ tới mai mà cứ thả được giá bi như thế này là êm. Được ba con giá bi. Là như con này á, là câu ngon này. Còn con này này, chà, cái size này quá đẹp luôn. Size này quá đỉnh. Cứ đều đều tối nay chăm đi kiểm tra lồng là hợp lý á. Mình mới kéo cái lồng tôm lên này mọi người. Chắc cũng phải được nửa ký. Ghê thiệt chứ. Đúng cái chỗ này bắt tôm với bắt gia bi đúng đỉnh lắm mọi người coi này. What cha. Những người con như thế này mà về mà làm tôm chúa. Wow. Bà trẻ bò chết coi này, một lần kéo tôm này. To quá trời luôn á. Cứ từ giờ tới tối cứ xiên xiên kéo lông là thôi. Khỏi quan tâm tới cá luôn. Ô, trong đây còn sót một con bự nữa. Đó. Quá đỉnh luôn. Thế này là làm tôm rim hoặc là tôm chiên bơ, tôm chiên xù, bánh xèo. Ôi trời, kính thưa các kiểu. Rồi, bây giờ kiểm tra cái này này. Không biết bên này được con nào. Bên này thì ít hơn. Bên này được 5 con này. Đổ ra luôn. Gặp cái lồng này là bị thủng rồi chứ. Đây, cái lồng này vừa mình mới kiểm tra này, được 4 con giá bi, một con khá nhỏ nhỏ. Bên này được 3 con giá bi nữa. Nãy giờ chắc chưa được 10 phút ngồi nữa chứ. Một chuyến đi kiểm tra như vậy là được khoảng 5 tới 10 con trong vòng 10 phút. U là trời, quá đỉnh, quá đỉnh. Coi này, coi này. Trời ơi. Con cầm mũ đầu tiên của buổi tối mọi người ơi. Ui. Con này là gì ngay mẹp luôn. Sai lửa nhỏ. Con này mình câu bằng chi. Vậy là bằng gà mà vừa mình ướp nhá. Đó. Con này mình nghỉ chắc cơ khoảng 35 á. Để có gì mình đo xong rồi mình sẽ thả nó. Tại vì con này là dưới sai chắc chắn rồi. Nhưng mà tối nay thì câu vừa bắt được tôm này, vừa bắt được giá bì. Bây giờ lại có con cá mú đầu tiên nữa, quá vui. Đấy, coi như cái chuyến đi này là quá hợp lý rồi. Đây, để mình tranh thủ mình đo xong mình thả, tại vì con này dễ sái nhá.
số 0 ở đây này. Con này là 39 xăng. Ui 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 ui, hết hồn. May mà có cái kẹp. Số 0 đây, đây, 40 xăng. Này, cái miếng này 40 xăng luôn, con cá mú quá đẹp, quá béo. Đó, nhưng mà con này á, con này á là 55 xăng mới được bắt, nhỏ nhất là 55 xăng. Tới 70 xăng thì con này giờ phải thả. Cái chỗ này cái dốc nó hơi cao nhưng mà bây giờ mình phải thả cho mình bo xuống được. Bây giờ mình ném ra mong là nó bơi này. 1 2 3. Rồi bơi rồi. Tại vì mình giữ ứng lâu. Đó, thì mọi người thông cảm nha, mình không phải muốn ném như vậy đâu. Nhưng mà tại vì cái dốc này nó cao quá, mình xuống được xuống là té. Ok. Rồi, con cá đầu tiên của buổi tối, quá vui luôn. Ô, nãy quên chụp hình. Thôi kệ. Tại vì mình muốn thả nó gấp chân thôi, nó để trên này lâu nhiều khi nó ngất, nó không sống tối đó. Tại con này quá nhỏ, có 40 xăng à. Nhưng mà con cá đầu tiên quá happy luôn. Tối nay có hứng câu tiếp này. Đây, mới check lông tôm tiếp này. Quá đã luôn. Nó to mà cái càng là dai. Con tôm này là đợt trước mình tắm sóng rồi này. Quả wow, nó kẹp này cả cái đuôi của mình, chà là đau. Coi này, khỏe chưa? Chà, cứ cái sai mà bằng ngon út đây này. Về mà làm tôm chúa, một ăn ngang người. Quả wow, chà, quá đã. Ngày xưa mình có bắt cái tôm này, mình làm tôm chúa một lần này. Tại vì làm tôm chúa, mà cái công thức của mẹ mình á, là muốn ngon á, là phải tôm tươi như thế này, con nhảy nè. Ngâm với cái rượu 40 độ làm tôm chúa, ui cháu ý ăn bà chế bò chết luôn. Mặc dù nó không to, nhưng mà gắp nguyên cả con như vậy lụm là hết nước. Cho mọi người coi một lần đi kiểm tra gia bi này. Đó. Một lần như vậy là mình bắt được khoảng gần 10 con á. Có con to con nhỏ luôn. Đây như con này to này. Xin chào mọi người. Thì đây là cái bữa sáng mình mới thức dậy. Sau khi đêm qua là đi kéo gia bi tới 3 giờ sáng. Đó là tối qua trước khi mình đi ngủ á, là được tới 72 con gia bi trong vòng một đêm. Mà từ mình bắt đầu bắt là từ hơn 9 giờ tới lúc mình ngủ là 3 giờ sáng. Chưa bây giờ bắt gia bi được nhiều như vậy trong vòng một đêm luôn á. Rất là vui. Mà cái chuyến đi này là kiểu tụi mình cũng không dự tính là đi từ trước, kiểu hứng lên là đi thôi. Mà ai ngờ tới đây thử ngày tự nhiên có gia bi bự quá trời, mà nhiều nữa. Cho nên là rất là vui. Tại vì gia bi này mình về bắt xong mình để hồ cá, và khi nào đi câu muốn á thì lấy cái gia bi đó đi câu là quá tiền luôn. Đó. Thì cho mọi người xem, để chút nữa mình về nhà là mình sẽ để ra cho mọi người xem cái đồ nhiều như thế nào. Nhưng mà hiện tại gia bi với tôm là ở trong này này. Đó. Thấy tôm à, để nhắc lên này. Quá chà. Rồi này, đầy nhóc luôn. Mình phải để mấy cái cành cấy này á, để cho tụi nó khỏi đánh nhau ở trong kia. Bây giờ tụi mình dự tính ở lại đây chơi thêm chút xíu nữa, tầm cần tiếng nữa, xong chạy về Melbourne lại. Quãng đường đi tới đây á thì khá xa, chạy cùng hơn 2 tiếng rưỡi đó. Nhưng mà đi chơi á, tụi mình đi như thế này là thấy vui vẻ thoải mái rồi đó. Cho nên là cái khoảng cách với mình không quan trọng. Quan trọng tới đây vui, thoải mái, là không có bị áp lực, là ok rồi. Sáng nay mình vừa dậy thì vợ mình đang chuẩn bị chiên màn thầu. Màn thầu này á, là chấm với sữa đặc. Vợ mình bảo ăn ngon lắm, mình thì chưa bao giờ thử. Để chút nữa chiên xong rồi mình ăn thử xem nha. Mà vợ mình hôm qua ăn khen nức nở, là mình cũng tò mò. Đợt này đi là vợ mình có mang ra sữa đặc nữa. Xin giới thiệu với mọi người, màn thầu chiên chấm với sữa đặc, lần đầu mình được thử luôn. Đây là sữa đặc nha. Lấy cái ăn thử coi nè. Ngon đấy chứ. Thơm. Cái này chiên xong là thơm. Ăn nó kiểu giống như bánh mì chấm sữa đặc của mình. Nhưng mà cái này thì nó mềm hơn. Ăn là lá ấy. Ngon á. Hay như hôm qua vợ mình kêu ngon. Mà lúc đó mình buồn ngủ quá, cho nên mình kêu ngày mai thử. Quá ngon luôn. Bạn nào mà thích ăn bánh mì chấm sữa đặc á, thử cái món này, tuyệt vời luôn. Vậy là chuyện cắm trại qua một đêm của tụi mình là kết thúc ở đây. Bây giờ mình sẽ pack đồ để đi về. Một đêm đi cắm trại như thế này là quá vui luôn. Đơn giản, nhẹ, khỏe.
mà thu hoạch được nhiều nữa. Rất là vui. Thì mong mọi người xem video này. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình vậy nha. Và nhớ ấn chuông theo dõi. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Cái địa điểm tụi mình đi cắm trại đợt này á, là có cái chỗ này, là chỗ community, là có sẵn cái toilet, vậy là cái khu vui chơi cho trẻ em luôn. Rất là tiện. Mình cắm trại ở phía bên kia đường á, là có cái cổng ở phía bên này này. Đó, đây cái góc đó. Thì cái toilet là đối diện bên này luôn. Đây, đây có sân tennis này. Đây, cái chỗ này ở đây. Đây có cái chỗ nghỉ mát này. Đó, có chỗ barbecue đàng hoàng luôn nhá. Rất là hay luôn. Đó, rất là lịch sự. Đây, ở đây có chỗ để lấy nước này. Nhưng mà nước này thì không được uống nhá. Còn sau này á, là có cái chỗ để đi toilet luôn. Này mình có xem quá thì rất là sạch sẽ. Trong này là có chỗ đi toilet như thế này luôn này, rất là sạch sẽ luôn á. Mình có kiểm tra qua rồi. Đó, thì rất là tiện cho mọi người nếu mà đi cắm trại ở cái khu vực này á, là nếu mà ai mà không có toilet hoặc là có cục nịch á, cho vào đây đi toilet là quá thoải mái luôn. Ở trên này á thì có chỗ vui chơi cho trẻ em này. À, nhiều khi ở trong chỗ cắm trại á mà chần chán á, cho chạy ra đây chơi chút xíu. Tại từ trong cái chỗ mà event cắm trại kia đi ra đây á thì có khoảng 5 phút lái xe thôi, chứ không có xa, cho nên rất là tiện luôn. Tụi mình vừa mới chỗ câu cá đi về này. Thì đây, đây là tổng số gia bi mà tụi mình bắt hôm qua. Con to có, con nhỏ có. Sai này quá tuyệt vời luôn á mọi người. Gia bi này á, mình đọc luật á, là được bắt nhiều nhất một nhà á, là 150 con thôi, chứ không được bắt quá. Thì cái tổng số này á là tụi mình bắt được khoảng 80 con trong cái số này. Đó là quá happy rồi, trong một đêm mà bắt chơi chơi mà được như thế này là quá vui rồi. Thì bây giờ mình sẽ để trong cái hồ cá của mình để cho nó sống. Rồi đi câu, nếu mà con thì lấy cái này ra đem đi câu luôn. Đó, ở những chỗ nào mà có gia bi á, tại vì cá mú á, câu cá mú là nó khoái con gia bi này với là con yellow belly mà câu bằng môi này á là cực kỳ nhạy luôn. Đó, những con yellow belly mà bự á. Đấy, thì đi chơi có thành quả như thế này là quá vui đấy. Bây giờ sẽ cho vào hồ.